Chào tất cả anh bộ thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 18 nha anh em. 18 tháng 12, video cuối tuần. Cuối tuần chúc anh em có nhiều sức khỏe nha. Đi câu thật nhiều cá này. Rồi video hôm nay cho mình tổng cộng là 26 mẫu cần, đầy đủ những mẫu dòng nha. Em giới thiệu sơ lược. Cần tay nha anh, cần tay này là những dòng ISO đã hạ tay này. Chất liệu graphit nha, rất là cứng nha. Vượt cứng 5-6H cho mình hết. ISO thì em có từ 2m1 đến 5m, từ 5m3 luôn. Những dòng ISO khoang nhỏ, khoang lớn. Cần xúc, cần lục thì có những dòng cứng 25 và 30. Cần dây trong và cần Ikeda, cần rút nha, cần lô thì em có hai khúc này, cần cắm gốc một khúc đầy đủ cho mình nha, máy đứng và những dòng như là câu xích, câu biển này, câu bạo lực đây, cái máy đứng mấy ngàn đầy đủ nha, đai cô một số, cần 2-3 khúc câu ngâm lăn xê. Rồi chốt đơn liên hệ trực tiếp Duy 0923534779, bên này là tất cả là hàng Nhật Bản đã qua sử dụng nha, hàng đến thì anh em nhận hàng vui lòng đồng kiểm, chỉ thanh toán cho em, nói chung là mình cứ kiểm tra nha, ống nước mà dập bể thì anh em vui lòng không nhận nha, có gì liên hệ trực tiếp anh sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi ship code 30 ngày một đơn, mua hai sản phẩm bao ship nha. Mã số 1 thì sẽ có cho mình cần tay, con này là cần ISO đã hạ tay nha, ISO càng lớn nó hạ tay này, chất liệu graphit, độ dài con này là 3m, còn rất là cứng nha. Là tình trạng thế này, tay cầm thì được 4 chỉ này, thì là cầm rất chắc tay. Độ dài con này là 3m, còn rất là cứng. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn lớn nha này, ngọn con này tầm khoảng 2.4 ly. Đây, hai con này thì em đo 4 chỉ này, đây là 4 chỉ nha. Độ đôi bui cho mình rồi, con này rất là cứng, 3m độ cứng, còn tầm khoảng 7-8H như này, 7-8H nha. Còn đánh chép này, đánh chép của đài rất là ok luôn. Này phôi thì là phôi chất liệu graphit, đã quấn chỉ cho mình rồi, trong quấn chỉ và độ đôi bui hết rồi. Anh em về chỉ cần buộc thẻ vào là câu thôi, rất là cứng nha. 3m độ cứng ra cho mình tầm khoảng 6-7H như này, 6-7H. Con này trọng lượng của cần là 190g, ngọn tầm khoảng 2.4-2.5 ly, mã số 1 giá 220.000 ạ. Rất là cứng nha. Con này dạng cửa súp hạ xuống cho mình ạ. Rồi, mã số 2 ạ. Số 2 thì sẽ có cho mình con cần tay luôn. Con này cũng là cần ISO cửa súp đã hạ tay cho mình này. Một tình trạng thế này. Chất liệu con này cũng là graphit nha. Độ dài con này là 3.9. Con này cứng nha này. Của dòng Kingston. Kingston thì đa số những dòng là hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Là chất liệu graphit, tay cầm được 4 chỉ này. Những cái chỗ này thì cái pad á, thì em cắt ra nó còn dính keo sơ này. Thì ba con cần số 1, số 2, số 3 đều là cần ISO hạ tay hết. Con này độ dài cần là 3.9, ngọn rất là lớn nha. Ngọn con này thì đo cho mình tầm khoảng vào ngọn 2.6 ly. Đã độ đồ bu và quấn chỉ chống nổi rồi. Con này độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng 6-7H. Nói chung là cứng ngắt. Đây, cứng nha nè. Đây, rất là cứng này. Tình trạng phôi như thế này. Nói chung là phôi phía khổ ok hết. Và những dòng này em hộ hạ tay cho mình hết nha. Để này mình về đánh cứng hơn. Những dòng vượt cứng nha. Đây, vượt cứng này. Quấn chỉ độ đồ bu rồi. Rồi con này 39, cứng tầm khoảng vào 6-7H, trọng lượng con này thì là 280g, ngọn tầm khoảng 2.6, mã số 2, giá 250. Này, 250.000 nha, cực kỳ cứng luôn, hàng Nhật cho mình ạ. Mã số 3, số 3 sẽ có cho mình con cần ISO, cần ISO hạ tay này, vượt cứng cho mình này. Cần ISO hạ tay, con này chất liệu cần là graphit, cần này của hãng là Olympic như này. Olympic con này độ dài cũng cần là 5m. Đây con này em cũng là ISO, em nó hạ tay quấn chỉ này, quấn chỉ chống nổ lên keo đầy đủ hết rồi. Con này rất là cứng như này, hàng nội địa Nhật, tay cầm thì được quấn chỉ này. Nói chung graphit thì nó sẽ nặng hơn là cần carbon như mình. Nhà graphit thì đánh sẽ khó nổ hơn. Con này độ cứng tầm khoảng 5H như này, 5H nha, cần ra thẳng tắp cho mình. Ngọn là ngọn 2 ly. Đây ngọn cần 2 ly. Đã độ đầu bu này và keo chống nổ hết này. Đây chất liệu của graphit, cứng 5H nha, 5m4 cứng 5H cho mình. Những dòng chất liệu graphit thì sẽ để cho mình giá thành rẻ thôi. 5m4 5H nha. Còn đánh trải nghiệm rất là tốt. Chúng ta cần ra cứng và thẳng cho mình 5H ạ. Đây, muốn chỉ hết nha này. Olympic con này trọng lượng của cần là 480g, ngọn 2 ly, mã số 3. Giá con này là 300.000 ạ. Mua hai cần bao ship nha này. Rồi, mã số 4 nha. Số 4 thì em sẽ có từ này là số 4 này là carbon hết nha này. Mã số 4 trở lên là cần carbon hết. Mã số 4 sẽ có cho mình cái cần, con này là dạng cần ISO, khoang lớn, dạng cần súp này. Con này của hãng là C, độ dài con này là 2m1, độ cứng 15, của dòng Hoa Discipline. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code, tem và đầy đủ này. Đây, pad con này pad Fuji F6, con này thì lóng tương đối dài nha. Dạng khoang con này là dạng khoang Fuji xứ xám này. Con này 2m1, độ cứng 15, thì ngọn của nó thì em đo được cho mình là ngọn tầm khoảng 1.8 ly. Là tình trạng thế này, ngọn con này thì đi kèm cho mình là 1-2 khoang chạy nha. Con này sẽ kèm cho mình là chỉ có hai lóng thôi, một lóng ngọn, một lóng gốc cho mình thôi này. 2m1 nha. Trong con này thì câu đơn cũng ngâm được này, dạng lua rút cũng ok nha, khoe xít xám. Tình trạng thế này còn ok nha, có dính một số keo ở đây thôi. Pad Fuji F6 tem vàng đầy đủ.
Shimano Holiday. Trọng lượng con này chỉ có 130g, ngọn 1.8 ly mã số 4, giá 500 ạ, 500.000. Cần carbon. Mã số 5 ạ, số 5 sẽ có cho mình một cái cần súp luôn. Con này cũng dạng là cần súp nha. Cần súp carbon. Con này có độ dài của cần là 3m3, độ cứng 15. Đây cần súp cứng 15 nha. Khoen này khoen Fuji xứ xám này. Là khoen còn đẹp nha, không nứt chân. Bắt là bắt Fuji F6, tay cầm con này thì cũng ok này. Nắp chụp xoáy vặn miễn nút này. Đệm cao su cho mình. Ở tình trạng thế này. Con thì rất là bền câu đơn, câu ngâm ạ. Độ cứng 15, dài 3m3, ngọn thì em đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn là ngọn 2 ly nha. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1 này. Có 2 khuyên chạy. Là tình trạng thế này. Ngọn có 2 khuyên chạy nha. Trong con này phôi cũng rất đẹp. Đây, câu đơn, câu ngâm. Lô rút hay cầu ISO là được này. Đây, tình trạng thế này. Con này khoen còn rất đẹp như này. Khoen không có gì nứt chân như mình, xứ xám. Rồi 3m3, độ cứng là 15. Tình trạng con này thì còn tầm khoảng trên 90%. Trọng lượng con này là 200g, ngọn 2 ly, mã số 5, giá 450, 450.000 ạ. Rồi mã số 6, số 6 thì sẽ có cho mình một cái cần ISO khoen nhỏ. Đây cần ISO khoen nhỏ carbon nha. ISO khoen nhỏ carbon. Cần này có dòng là Pyrus nha em. Độ dài con này là 3m6, con này độ cứng tầm khoảng độ cứng 3 cho mình nha. Cứng 3 sẽ có mã code đầy đủ này. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji. Đây Fuji sự sáng xám. Bát Fuji F6, tình trạng con này có rất là đẹp. Con này tầm khoảng trên 90%. Con này thì độ cứng tính theo cần tay, con này cứng tầm khoảng vào 4-5H này. 4-5H, ngọn 1.5 ly. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1-2. Đây có 3 khuyên chạy nha, ngọn zin theo cần. Phôi là phôi carbon thế này. À, tình trạng thế này. Đây, tình trạng có rất là đẹp nha. Rất là đẹp, nó sẽ bị chống độ đầy đủ luôn. Phôi carbon như này. Đây, con này phôi carbon xoắn vân. Khoen là khoen Fuji hết, xứ xám. 36, độ cứng tầm khoảng độ cứng 3. Con này trọng lượng của nó là 170g, ngọn 1.5 ly, mã số 6, giá là 500 ạ, 500.000. Rồi mã số 7. Mã số 7 sẽ có cho mình một cái cần ISO luôn. Con này cũng dạng là ISO khoen nhỏ. Con này còn rất là đẹp nha, phôi carbon xoắn hay da toàn thân này. Đây, ISO khoen nhỏ. Con này có độ dài cần là 4m5, độ cứng 3. Con này hạ tay nó rơi cho mình tầm khoảng vào 4H nha. Của dòng carbon rod, phôi carbon xoắn hay da toàn thân. Hàng Korea xuất thị trường Nhật có tem vàng đầy đủ. Pad con này là pad Fuji F7. À, tình trạng thế này. Nắp chụp xoáy vặn này, đệm cao su nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám, độ cứng 3, phôi carbon xoắn hay da toàn thân luôn. Đây. Một ngọc bích nha, con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 1.5 ly, ngọn chỉ đi kèm cho mình này. 1 2 khuyên chạy nha. Đây. Con này trừ cái lóng ngọn này, cái lóng ngọn và lóng thứ hai ra là phôi carbon xoắn vân màu xanh. Còn tất cả các lóng còn lại đều là phôi carbon xoắn hay da. Con này thì không gì khác gì là NFT cho mình luôn. Đây, phôi NFT nha, tình trạng rất là mới. Đây, khoe Fuji xứ xám. 4m5, độ cứng 3, con này trọng lượng của nó là 240g, ngọn 1.5, mã số 7, giá cần là 700. 700 cho mình ạ. Đây, con này em vẫn hỗ trợ hạ tay nha, con này hạ tay rất là đẹp luôn, tầm khoảng 4H. Rồi tiếp theo mã số 8 ạ. Số 8 thì có cho mình cái cần ISO, con này ISO khoen nhỏ nha này. ISO khoen nhỏ có lại mức thông số rồi, thì em sẽ báo rõ cho mình như sau. Cần ISO khoen nhỏ con này có độ dài của cần là 5m3, tay cầm là cuốn chỉ này, cuốn chỉ nha, pad Fuji F6. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, lõi xi đá xám. Có là 5m3, hàng nhiệt bãi cho mình. Ngọn con này là ngọn 1 ly, độ cứng nó ra cho mình tầm khoảng một độ cứng 1.5 nha. 1.5. Ngọn có đây là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn đi kèm cho ba khoen chạy này. Còn phôi của nó còn lại là phôi carbon. Đây, phôi carbon nha, xoắn vân. Tình trạng thế này. Đây, vẫn còn rất là ok nha. Phôi carbon xoắn vân. Khoen pad này là khoen pad Fuji hết. Hàng nhật bãi, tình trạng có xây xước. Thì con này sẽ là bạn em mình hạ tay nha. Rosic đánh chép đều được này. Đây, tình trạng thế này. Thì vẫn hỗ trợ hạ tay hết nha. Những dòng em hỗ trợ hạ tay hạ pad hết. Con này trọng lượng của nó là 270g, ngọn 1 ly, 5m3, mã số 8, giá 500 ạ, 500.000. Thì là cần carbon nha. Rồi mã số 9 thì chỉ có cho mình cứ cần ISO khoen lớn. Đây, ISO khoen lớn nha, mình đánh lục đồ cần đều được này. Cần ISO khoen lớn carbon, con này có độ dài cần là 5m4, độ cứng 5. Hàng Korea xuất thị trường Nhật có tem lửa này. Pad con này là pad thường nha, pad thường và dàn khoen là dàn khoen thường. Đây, khoen thường loại xứ đen. Thì con này em sẽ để cho mình giá rẻ thôi. Ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 2 ly. Con này hỗ trợ cái đầu bu chống xoắn này. Đây, đầu bu lớn như này, chống xoắn. Ngọn sẽ đi kèm cho mình 1, 2, 3 khuyên chạy nha. Phôi carbon. Tình trạng hơi cũ và khoen bất thường. Thì con này 5m4, độ cứng 5. Thì con này để cho mình giá rẻ như này, 550 thôi, 550 ngàn. Con này thích hợp cho mình á, anh em mình muốn thì em sẽ hỗ trợ hạ tay.
con này hạ tay rất là cứng, tầm khoảng 5-6 hát này, đánh chép nha, đánh chép sang hàng đều được, phôi thì có xây xước à, khoen thì là khoen thường nha. Tình trạng thế này, gốc của nó nhé, gốc là gốc xoáy vặn như này, dòng Cross Fager Carbon, hàng co ra xuất Nhật, 5m4 độ cứng 5, con này trọng lượng của nó là 470g, họ 2 ly, mã số 9, giá 550, 550.000 ạ. Rồi, mã số 10 thì em sẽ có một con này ISO, con này hàng tuyển như này. Hàng tuyển con này thì độ dài của con là 5m4, độ cứng 5. Con này của hãng là Olympic nha, Olympic nội địa Nhật này. Olympic có dòng Olympic Century, nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Thì nắp chụp con này thì Olympic chính hãng luôn. Tình trạng thế này, gốc thì làm nhám nha. Bắt là bắt vặn Fuji F24, dàn khoen con này là dàn khoen full sheet đấy nha. Đây, dàn khoen full sheet. Con này hàng nội địa Nhật cho mình, độ dài của con là 5m4, độ cứng 5. Ngọn con này là ngọn 2 ly, thật cho nên mình đánh lục đồ cần. Đây, đánh lục đồ cần sang hàng đều được này. Ngọn sẽ đi kèm cho mình là 1, có 2, 3, khoen chạy nha. Full là full carbon này, bồn xoắn vân. Tình trạng con này thì có hơi xây xước. Đây. Có hơi xây xước nha. Những dòng thì đánh lục đồ cần, hạ tay. Để ok là tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full sheet. Này, tình trạng thế này nha. Trong này sẽ có xước một số chỗ ạ. Xước giải xước lông mèo thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Đây, Olympic như này. Rồi, khoen con này là khoen Fuji sheet. 5m4, độ cứng 5. Con này trọng lượng của cần là 420g, ngọn 2 ly, mã số 10, giá là 1.600.000 nha em. 1.600.000 ạ. Là tình trạng thế này nha. Con này sang hàng này, rất là tốt. Rồi, mã số 11 ạ. 11 thì em sẽ có cho mình con cần súp như này. Cần súp đánh lục đầu cần. Con này của hãng là Ryobi, độ dài con này là 4m, độ cứng 25. Của dòng Superline nha. Hàng Korea này. Korea xuất thị trường Nhật. Có tem vàng đầy đủ đây. Con này độ cứng 25, thế là mình đánh lục đầu cần thôi. Tất cả dàn khoen con này dàn khoen full sheet này. Đây, dàn khoen full sheet này. Con này hàng tuyển nha, thích hợp cho những anh em mình đánh lục đầu cần đến gần bờ. Ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây, ngọn 2.5 ly. Khoen full sheet hết nha. Ngọn đi kèm mình có hai khoen chạy này. Đây, vừa cái bờ xoắn vừa. Đây, con đi kèm cho mình là 4 lóng ạ. 4 lóng, độ dài con này là 4m. Một chuyện chuyển thế này nha. Đây, còn rất là đẹp. Rồi khoen con này là khoen pad full sheet như này. Khoen pad full sheet, ngọn 2.5 ly. Con này thì pad cao. Anh em này muốn hạ pad thì em sẽ hỗ trợ hạ pad nha. Hạ xuống tầm khoảng từ 25 đến 30cm là vừa này. Để cho anh em mình nha, hỗ trợ hạ pad miễn phí. Trọng lượng con này là 370g, ngọn 2.5 ly, mã số 11, giá là 1.200.000. 1.200.000 ạ. Rồi mã số 12 ạ. 12 thì em sẽ có một con cần lục của dòng C. Con này hàng tuyển như này. Đây, con này sẽ đi kèm cho mình một cái nắp chụp này. Đây, một cái lắp chụp và bao vải kèm luôn. Đây, dòng Pro Sup nha. Pro Sup thì là dạng hàng tuyển như mình rồi. Đây, nó sẽ đi kèm cho mình một cái lắp chụp và bao vải zin theo cần. Con này khoen của nó là khoen trắng này. Khoen trắng. Đây, khoen trắng thì khi nào nó cũng dạng là cao cấp cho mình rồi. Rồi, cần lục của dòng Shimano, dòng Pro Sup, độ dài là 4m05, độ cứng là CST. Đây, CST nha. Hàng Indo xuất Nhật, tem vàng, mã code đầy đủ này. Con này còn mới cứng, độ mới có là trên 95%. Đây, con này khuyên trắng này, khuyên ngọc trai, pad Fuji xịn cho mình, pad cao. Anh em muốn hạ pad thì em sẽ hỗ trợ hạ pad hết ạ. Con này ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn zin đeo cần, ngọn 2.5 ly, nguyên bản nguyên zin, không hao hụt nha. Ngọn sẽ đi kèm cho mình 1 này, 2, 3 khuyên chạy nha, 3 khuyên chạy này. Đây, phôi carbon xoắn hai dao toàn thân. Những cái dòng này sẽ có định vị nha, định vị lóng này, định vị lóng, định vị khuyên hết cho mình ạ. Định vị lóng, định vị khuyên đầy đủ nha. Khuyên đề 3 có là khuyên chạy nha, khuyên full sheet. Cái dòng này thì khoen trắng thì giá nó sẽ cao hơn là dòng khoen đen nha. Khoen đen, khoen xích đen thì nó tầm khoảng 5 triệu hơn thôi. Khoen trắng thì anh em cứ tham khảo các shop. Những cái dòng này thì các shop nó bán cho mình tầm khoảng từ 6 triệu rưỡi như này. 6 triệu rưỡi cho mình những dòng xếp này á. Đây. Rồi khoen con này là khoen trắng, khoen ngọc trai, 4m05, độ cứng CST. Bao vải nắp chụp kèm cho mình của dòng Pro Sup còn mới cứng. Con này trọng lượng của nó thì em cân được là 395g, ngọn 2.5 ly, mã số 12. Giá cần là 6 triệu như này. 6 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 13 thì em sẽ có cho mình một cái cần dây trong nha, còn dây trong 3 khúc. Con này thích hợp cho mình về lên khoen này. Mình về mình làm cần dẫn nha, lên khoen, câu lưu, câu ngâm, câu lăng xe đều được. Cần 3 khúc, cần này cũng hãng là Sanwa. Độ dài con này là 3m3, độ cứng là 50. Đây, 50 nha, Sanwa nội địa Nhật này. Tem vàng đầy đủ luôn, có buộc cho bảo hiểm này. Tay cầm thì cán mút, con này phôi còn rất là mới. Con này thích hợp thì mình về mình đánh dây trong cũng được. Đây, khoen của nó là khoen loại xích xích hết. Bắt là bắt vặn Fuji, chữ vàng. Tay cầm cán mút, con này phôi còn mới cứng ạ. Khoen đề ba là khoen xích,
độ cứng 50 thì cũng dạng vừa thôi, gọi là ngọn 2.4 ly, 2.8 nha này, em nhầm, ngọn 2.8 ly, hỗ trợ đầu bu full ship, đóng semi chống nổ đầy đủ này, này còn mới cứng. Con này trọng lượng của cần thì em cân được cho mình là 290g, ngọn 2.8, mã số 13, giá 550 nha, 550.000 ạ, đây còn rất là mới. Rồi mã số 14 thì có cho mình con cần ISO nha, con này dạng là ISO dây trong của hãng NFT. Thông số như sau, dòng này của dòng Evenke, độ dày con này là 4.8, độ cứng 1, tính theo cần ISO thì con này nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3H nha. Đây, hàng nội địa Nhật sẽ có cái mã code này và cái tem vàng đầy đủ đây. NFT con này có rất là mới. Tay cầm thì được làm nhám, bắt là bắt vặn nha, Fuji LF6. Con này sẽ đi kèm cho mình một cái nắp chụp này, nó sẽ đi kèm một cái nắp chụp zin theo cần Fuji. Rồi con này độ cứng 1, ngọn của cần thì em đo cho mình được là ngọn 4.2.8 ly. Đây ngọn 2.8 ly. Cái đầu bu này thì mình có thể tháo ra này. Đây, đầu bu xích nha. Mình tháo ra mình vệ sinh được. Cho mình lôi các lóng ra hết thì mình lau nó dọn nó sẽ sạch hơn. Đây ngọn 2.8 ly phôi carbon sóng vân. Con này cũng giảm đến cảm giác thôi, ao sông hồ tự nhiên. Nếu độ cứng 1 thì sẽ có cảm giác của nó rất tốt. Đây, còn đẹp này. Còn mới cứng như này. Đóng semi chống độ đầy đủ này. Thế nên mình là đánh dây trong, mình đánh dây trong nha. Con này thích thì thích á, mình bị buộc thẻo đây này, mình buộc thẻo đây là mình đánh câu đài cũng được này. Chung là dây trong thì rất là dễ, thì mình đánh dây trong hoặc là mình thích thì mình có thể đánh máy nha, tay trợ máy cũng được. Đánh câu đài, tình trạng thế này, còn mới cứng luôn, không có xây xước gì ạ. 4.8 độ cứng 1 NFT dây trong 180g, trọng lượng của cần 2 ngọn 2.8 ly là ngọn nha, mã số 14, giá 900.000 ạ. Rất đẹp nha. Rồi mã số 15 thì em sẽ có một con cần Ikeda. Ikeda câu bè nha. Cần Ikeda carbon. Con này thì cần Ikeda độ dài cần là 1.6 nha này. Đây thông số cần là 1.6, cần là cần carbon. Là carbon xoắn nha, hai da này. Phối thế này. Khoen đề ba con này là khoen Fuji. Con này sẽ có hai cái khoen Fuji đề ba. Bắt là bắt vặn Fuji F6, tay cầm được 4 chỉ. Con này có buộc cho bảo hiểm này. Thì con này ngọn của cần là ngọn tháp nha này. Ngọn là ngọn tháp 1.6 nha. Ikeda rất là mềm và dẻo rồi. Đây, nó mềm và dẻo nha. Khoen còn lại là khoen đốc hết. Con này ngọn rất là nhỏ, tầm khoảng 0.6 ly thôi. Đây, Ikeda câu bè nha. Rất là mềm và dẻo. Từng carbon nha em, carbon hàng Nhật nha. Hàng Nhật cho mình, con này trọng lượng của nó là 90g. Ngọn tầm khoảng 0.6 ly, mã số 15. Giá con này là 500. 500.000 cho mình nha. Đây, Ikeda. Ngọn dấu trong thân cần, con này là ngọn cắm cho mình ạ, không phải ngọn rút nha. Ikeda thì anh em cứ tham khảo kỹ, có những dòng là ngọn cắm hoặc là ngọn rút rất là nhiều. Rồi 1.6 nha, giá là 500.000. Phần carbon xoắn hai da này. Rồi tiếp theo em sẽ có cho mình con cần này, con này thì là cần lua, cần lua của dòng đây qua. Nó sẽ đi kèm cho một cái bao vải nha. Đây, một cái bao vải bằng nhung của dòng đây qua này chính hãng cho mình luôn. Con này còn mới và rất đẹp này. Rồi cần này cần lua máy đứng của dòng đây qua. Con này đây qua Phantom nha em. Phantom con này hàng Mỹ nha. Đây, đây qua Phantom USA nha em. Đây, hàng Mỹ cho mình này. Độ dày con này là 1.8, độ cứng L. L thì cũng thuộc dạng là cảm giác thôi, nó chỉ cứng hơn UL một xíu ạ. Và nên cứng Ikeda cũng vừa vừa nha. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, loại xí đá xám. 1.8 độ cứng L. Thông số tải mồi cho mình như sau. Có thể tải mồi là từ 4 đến 14g, tải cá từ 4 đến 10 LP. Con này mát tầm khoảng 5 ký cá nha. Thích hợp anh em lưu lóc, lưu chẻm, lưu cảm giác. Ngọn của nó là ngọn 1.8 ly, khoen Fuji hết nha. Phôi carbon này, carbon xoắn vân. Là tình trạng thế này. Cái tay cầm con này thì bằng cán gỗ nha. Pad con này pad nắm như này. Giờ lại mình cứ nhét cái chân pad máy vào đây cho mình nắm lại là được rồi. Đây, pad con rất là mới. L thì nó chỉ cứng UL một xíu thôi. Con này thì siêu nhẹ cho mình. Trọng lượng con này chỉ có cho mình là 70g. 70g ngọn 1.8 ly, mã số 17. Giá con này là 750 như này. 750g. 750, đây qua Phantom nha, của hàng Mỹ này. Nó sẽ kèm bao vải luôn. Rồi tiếp theo thì em không còn cần lưu hai khúc. Con này cũng có dòng đây qua luôn. Thật cho những anh em mà lưu gần này, lưu gần, lưu lục bình, lưu gần nha, lưu lóc mà dạng lưu lóc, lưu chẹm, lưu bạo lực cũng được. Cần lưu hai khúc máy đứng của dòng đây qua là thông số như sau. Cần này thì có dòng là Fansit Phantom. Fansit Phantom, độ dài của cần này là 3.3 nha. 3.3, độ cứng là ML. ML thông số tải mồi như sau. Từ 5 đến 30g, tải cá từ 6 đến 18, 15 LP, tầm khoảng 7 kg cá. Hàng Korea xuất Nhật có mã code này. Và tem vàng đầy đủ nha. Đây. Tem vàng đầy đủ, tay cầm cá mút. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji nha, Fuji 3 chân này, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, Fuji 3 chân nha. Con này khoen đề ba là khoen lớn.
Độ cứng con này thì là độ cứng ML 3.3 hỗ trợ cho mình cái đồ bu phu xích chống xoắn, ngọn con này là ngọn 2 ly. Trong ML thì cũng vừa thích hợp Lugan nha. Lugan cũng được này. Đây, con này có rất là đẹp nha. Tình trạng có hơi cũ thôi chứ hầu như không có xây xước gì lắm luôn. Tay cầm con này thì bằng cán mút, bát là bát vàng Fuji, đây qua chính hãng cho mình này. 3.3 độ cứng ML của dòng Fancy Phantom. Con này trọng lượng của cần là 240 g thôi, rất là nhẹ, mã số 2, mã số 18, ngọn 2 ly. Giá con này là 1.100.000 như này, 1.100.000 ạ. Này, cần lưu máy đứng nha, hai khúc đầy qua. Rồi tiếp theo mã số 19 ạ. 19 thì em sẽ có cho mình con cần lưu một khúc. Đây con sẽ cho mình con lưu của Zit này. Đây con này đẹp như này, cần lưu một khúc. Cần lưu một khúc mã số 19, con này có hãng là Kenrap. Đây con này Kenrap nha, độ dài con này là 6 feet là 1.8 độ cái L. Con này còn mới và đẹp hết. Con này hàng có mình là Korea xuất thị trường Nhật, có tem vàng đầy đủ nha. Rồi thông số tải mồi cho mình. Tải mồi con này từ 20 đến 40 gram. Con này tải tỉnh nha anh em, 1,5 kg. Con này 1,5 kg anh em cứ con cá tầm khoảng 1,5 kg đến 2 kg này cậu luôn nha. Rồi mình nhất thẳng luôn. Tải tỉnh là 1,5 kg này. Cực kỳ tốt nha anh em, những dòng một khúc mà rất là khỏe. Con này thông số tải cá cho mình là 8 đến 12 lp, tầm khoảng 6 kg cá mà những con tầm khoảng 1,5 kg độ lại á, thì nó nhất tỉnh luôn. Tất cả dàn khoen con này dàn khoen full xích này. Đây khoen full xích nha. Thì những cái con này một khúc 1.8 thì em vẫn hỗ trợ cho mình từ ship là 30.000 một đơn thôi. Còn bao nhiêu thì em sẽ bù cho mình nha. 1.8 đóng rất là dài. Thì em bên mình sẽ hỗ trợ cho mình hết mình ạ. Đây. Ship 30.000 một đơn nha anh em. Đóng nước rất là dài cho mình ạ. Nước tầm khoảng 6 đến 70. Đây, 76 nha. Rồi tay cầm có thể bằng cán mút, bát là bát vàng Fuji chữ vàng, độ dài 1.8, Kenrap hàng Korea. Đây một khúc nha, còn rất là mới. Tất cả dàn khoen là dàn khoen full xích. Con này ngọn là ngọn 1.7 ly, trọng lượng con này là 160 g, mã số 19, giá cần là 1.200.000 nha. Đây con này L nhưng mà cứng tầm khoảng ML với cần 2 khúc này. Đây ML cứng tầm khoảng ML 2 khúc nha. Rồi tiếp theo mã số 20 thì em sẽ có cho mình con cần cắm gốc nha. Đây con cần cắm gốc, con này cũng dạng là cần lô, cần zip biển nha mình này. Đây cần cắm gốc. Và thông số của nó như sau. Cần này có dòng là dòng pass như này. Này, dòng pass dòng cây dừa nha. Những dòng là chuyên xuất Âu cho mình này. Đây chuyên xuất châu Âu. Thông số con này độ dài cần là 2m4. Đây thông số con này độ dài cần là 2m4. Thông số tải cá tầm khoảng 12 lp. 12 lp nha. Có là tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full xích như này. Đây khoen full xích 3 chân hết này. Có là tình trạng con này ngon nguyên bản nguyên zin. Trong tình trạng thì có hơi cũ thôi, tình trạng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 9%. Đây hỗ trợ cái đầu bu full xích này. Full xích nha. Tay cầm thì bằng cán mút này, bắt con này bắt vặn các bạn Fuji nha, bắt gold. Bắt gold ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn 2 ly. Có là thích cho mình câu zip, câu biển, câu lô nha. Lô lóc, lô chẻm đều được nè, cắm gốc. Những dòng cắm gốc và những dòng cần một khúc á thì nó thuộc dạng nó sẽ trâu bò hơn và câu sẽ tốt hơn là cần hai khúc. Nhưng bù lại sẽ bất tiện hơn cho mình nha. Bất tiện hơn trong việc mình di chuyển á. Rồi con này hàng Japan, xuất thị châu Âu cho mình nha. 2m4 độ cứng tầm khoảng và ML. Tất cả dàn khoen là dàn khoen full xích. Con này tải mồi của mát tầm khoảng 40 g. Trọng lượng của cần là 250 g, mã số 20, giá của nó là 1.200.000 này. 1.200.000 con này cắm gốc nha. Cắm gốc mà cái ngọn của con này nó cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 1.9 nha này. 1.9 để vẫn tính ship là 30.000 một đơn thôi. Rồi tiếp theo. Mã số 21 thì em có cho mình con cần cắm gốc. Con này thích cho mình câu ngâm này, con này câu ngâm và câu bạo lực nha. Cần carbon, câu ngâm, câu bạo lực, câu bè đều được này. Rồi con này thì cầm cắn gốc, độ dài cần là 1,5 m nè. Độ dài con này là 1,5 m, độ cứng EX nè. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 3 ly. Con này độ cứng của nó tính thêm cần cắm gốc hay là những cái dòng mà 2-3 khúc á. Con này nó cứng tầm khoảng từ 100 đến 120 cho mình. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen thường nha. Khoen thường loại sứ đá xích cho mình này. Đây, loại sứ đá xích đó nha. Đấu xe mi chống nổ này. Đây, tay cầm mình cắn mút, bát con này bắt vặn bắt thường luôn. Đây, bắt thường nha, khoen bắt thường. Cần carbon, hàng Nhật bãi ạ. Rất là cứng như này, từ gốc 1,5 m, nhưng con này độ cứng nó cho mình tầm khoảng vào 100 nha, 120 đến bạo lực, câu ngâm, nước sâu đều được này, dạng câu bè cho mình này. Ngọn 3 ly, con này trọng lượng là 290 g, mã số 21, giá cần là 600.000 cho mình ạ. Rồi mã số 22 ạ, 22 sẽ có cho mình con cần lưu máy ngang nha. Con cần lưu máy ngang, con này cũng là hàng VIP cho mình này. Cần lưu máy ngang, cần này có hãng là Daiko nha em. Đây, cần lưu máy ngang Daiko. Thông số như sau. Cần lưu máy ngang Daiko của dòng EK, con này có độ dài cần là 6 feet là 1.8 m, độ cứng L. L thì thuộc dạng cũng mềm thôi. Nội địa Nhật này, made in Japan. Thông số tải mồi cho mình là từ 1/8 đến 1/2 OZ, tầm khoảng 14 g. Tải cá từ 6 đến 14 lp, tầm khoảng 7 kg cá. Chất liệu con này là carbon. Tay cầm thì bằng cán mút này. Cán mút máy ngang nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xi lát 6 m. Đây.
Những cái dòng máy ngang thì là khoen rất là thấp nha. Còn dừng dòng máy đứng á, thì em cứ tham khảo nha. Máy đứng thì là khoen đề ba nó sẽ cao hết. Khoen đề ba sẽ rất là lớn, mình ra mồi dễ hơn. Ngọn có đây là ngọn 1.8 ly, độ cứng L. L thì thuộc dạng cũng vừa thôi. Đây, phôi carbon xoắn vân. Của dòng mà Daiko nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ nha, made in Japan. Máy ngang cho mình. Và tình trạng thế này. Có đây trọng lượng của cân thì em cân được cho mình là 110 g, ngọn 1.8 ly, mã số 22. Giá con này 800.000 như này. Daiko. Đây khoen Fuji Summit nội địa Nhật ạ. Rồi tiếp theo. Mã số 23 thì em sẽ có một con cần hai khúc chuyên dụng công ngâm lan xê nha. Con này rất đẹp này. Hai khúc. Cần hai khúc carbon, cần này của hãng là Tenryu như này. Tenryu. Độ dài cần là 2m4, độ cứng 30, hàng nội địa Nhật, Japan. Đây, Japan đầy đủ nha. Tem vàng này. Tenryu thì đa số là nó sẽ những dòng Daiko và của Tenryu á thì hàng nội địa hết. Nó không có xuất thị trường nha. Rồi dàn khoen có đây là dàn khoen lá như này, khoen lá, khoen Fuxit, khoen lá cho mình này. Ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn 2 ly để hỗ trợ cái đầu bu Fuxit nha. Ngọn kia là ngọn 2 ly, phôi carbon xoắn vân. Tất cả dàn khoen là khoen Fuji, khoen lá hết. Tay cầm bằng cán mút, bát là bát vặn Fuji chữ vàng. Đây tình trạng như thế này. Japan nha em, Japan nội địa Nhật. Gốc của nó thì bằng phôi carbon xoắn caro này. Trông cầm rất chắc tay và đẹp nha. Thế nên là 2m4 độ cứng 30 thì cũng thuộc dạng mình đánh cảm giác thôi. Đánh cảm giác cho mình. Đây khoen con này thì dạng là khoen line này. Nó sẽ khoen full sheet này, khoen full sheet 3 chân và khoen lá nha. Đây, khoen lá cho mình hết. Rồi, khoen full sheet, khoen lá, con này trọng lượng của nó thì em cân được cho mình là 270g. Ngọn tầm khoảng 2 ly, mã số 23, giá con này là 1.200.000, tên real nha, 1.200. Mã số 24 sẽ có cho mình con cần hai khúc, con này cũng chuyên dụng câu ngâm, câu bè cho mình này. Câu ngâm, câu bè. Con này thì hai khúc, độ dày cũng cần là 1m65. Chất liệu carbon hàng Korea nha, đây made in Korea. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân, bát là bát vặn Fuji DPS này. Ngọn thì đó là cho mình là ngọn 2 ly, con này 1m65, độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào 50 nha, 50 đến 80 á, hỗ trợ cái đầu bu full sheet này, chống xoắn. Tay cầm thì bằng cán mút, nó còn nguyên cái siêu chữ bóc hàng Korea nha. Đây. Câu ngâm câu bè được này, câu ngâm là C, 1m65. Con này cũng dạng cứng nha này, rất là cứng. Tình trạng thế này. Korea 1m65. Hai khúc trọng lượng của cần là 200g, ngọn 2 ly, mã số là 24. Giá con này 550.000 ạ. Rồi mã số 25 sẽ có cho mình con cần 3 khúc của dòng Daiwa. Con này thì thích ra cho mình đánh chép này, công ngâm lan xê. Rất đẹp nha. Cần 3 khúc của dòng Daiwa Horolock, phôi carbon xoắn hai da này. Đây, còn mới cứng. Độ dài là 3m, độ cứng 50. Con này hàng của mình là hàng Taiwan nha. Taiwan xuất Nhật này. Có tem vàng đầy đủ nha này. Đây, tem vàng đầy đủ nha. Tình trạng thế này có buộc cho bảo hiểm này. Bảo hiểm phôi carbon xoắn hai da. Dàn khoen này dàn khoen Fuji, lọ xi đá xám, bát vặn Fuji F22. Độ cứng 50 thì cũng dạng vừa cho mình, nói chung là không cứng không mềm lắm. Ngọn 2.6 ly, đóng semi chống nổ này. Ngọn 2.6 ly. Tình trạng thế này này. 2.6 ly nha. Cụ ngầm lăn xe đánh chép hết sảy luôn. Những dòng tải cá tốt. Trong cá tầm khoảng 70 kg nên tải vô tư nha. Bò hết sảy luôn. Con này ngọn là ngọn 2.6 ly, trọng lượng con này phôi dày 400g, mã số 25, giá là 1.100.000 nha. 1.100.000. Đây phôi carbon xoắn hai da nha. Con này còn mới cứng, tầm khoảng 99%. Rồi cuối cùng thì em sẽ có một con cần hai khúc, con này cũng chuyên dụng câu chép, câu ngâm cho mình. Đây cần hai khúc nha. Rồi cần hai khúc carbon, cần này có hãng là Sunfit nha. Sunfit. Đây, double carbon hàng nội địa Nhật này, made in Japan. Độ dài con này là 3m, độ cứng 30, trong 33m thì nó thuộc dạng cảm giác thôi. Không cứng lắm nha này. Thế là mình đánh có cảm giác này. Dạng khoen là dạng khoen Fuji, lọ xi đá xám hết. Có này ngọn cần thẻ đo cho mình là ngọn lớn, ngọn 2.8 ly. Và tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji này, loại xi đá xám. Tình trạng con này thì còn nguyên bản nha, nó còn cái nước sơn á, nước sơn ngoài này nó tróc này. Nước sơn màu vàng nó tróc thì anh em anh về bên khảy cái này ra thì nó sạch nha. Nó sẽ là nước sơn màu trắng hết. Còn mình được thì mình để về cũng được nha, cho nó không ảnh hưởng gì. Đây cái nước sơn nó bị tróc nha. Nước sơn ngoài màu vàng này bị tróc cho mình. Rồi 3m. Hàng nội địa Nhật, made in Japan, phôi carbon xoắn hai da, cứng 30, tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Gốc này thì bằng cán gỗ nha. Cán gỗ thì con này sẽ để mình giá rẻ thôi. Trọng lượng con này là 280g, ngọn 2.8 ly, mã số 26, giá 550.000. Sunfit nội địa Nhật, made in Japan, 3m cứng 30. Nói chung là mềm như này, lấy cảm giác cho mình. Rồi tổng cộng anh em có cho mình là 26 mẫu cần. Anh em ưng mẫu nào comment mã số cùng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi anh em xem được video cho đăng ký bật thông báo, em để những video thêm lên á, anh em mình nhận thông báo sớm. Mình vào mình tham khảo các mẫu cần và máy bên em nha. Cho là bên em thì về rất là nhiều hàng. Hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng cho mình ạ. Rồi chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Đi câu thật nhiều cá này, nhiều sức khỏe ạ.
hẹn gặp anh em video sau ạ.